Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Lê Ngọc Tuấn MMO. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh chị em là nhận token TXTE nhé. Thì đầu tiên đó là anh chị em đăng ký một tài khoản trên sàn Chisex Exchange này. Thì đầu tiên anh chị em nhập email và sau đó chúng ta tạo mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu. Em bấm vào tôi đã đồng ý với điều khoản dịch vụ. Chúng ta bấm sign up cho mình. Các bạn bấm lưu. Rồi ok, nó sẽ có một mail config gửi về email các bạn vào hộp thư giáp hoặc là hộp thư để gửi để xem nhé. Ok, các bạn bấm vào dòng dưới confirm cho mình. Chúng ta mở trình duyệt ra nhé. Các bạn chờ một lát. Sau đó các bạn điền email đăng nhập nhé. Rồi ok, chúng ta bấm sign in cho mình. Chúng ta có thể xem này. TXTE đâu nhé. Đây, mã token TXTE đây các bạn. Rồi. Hiện tại chúng ta chưa có dư đâu các bạn. Hình như là không phải KYC các bạn nhé. Rồi chúng ta quay lại với phần bot Telegram. Anh em vào bot thứ hai Telegram trên phần mô tả video mình nhé. Các bạn bấm start cho mình. Rồi ok. Các bạn bấm vào ID account xem đây là số mình kiếm được chưa. Bấm vào chữ do cho mình nhé. Rồi ok, các bạn làm 4 nhiệm vụ, bấm thành một cho mình. Ok, ở đây các bạn nó gửi địa chỉ TXEX cho mình. Chuyết cho mình nhé. Rồi chúng ta bấm vào đây cho mình. Ok. Các bạn dán vào. Ok, các bạn follow Facebook này. Kèo này nó sẽ hết hạn vào ngày 20 đấy các bạn. Hôm nay là ngày 16 rồi. Còn tầm khoảng 3 ngày, 3 hôm nữa các bạn nhé. Chờ một lát. Ok, các bạn like cho mình. Giao này giao thứ hai rồi. Giao trước ai được trả thì quá là ngon hôm nay. Đấy. Chúng ta thì chia sẻ nhé. Ok. Sau đó anh chị em gửi following cho nó. Đấy, chúng ta vào bấm vào chữ khác. Copy lại nhé. Ok. Các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Để thành 3. Chúng ta join vào hai group Telegram nhé. Ok. Chúng ta join tiếp. Ok. Các bạn gửi lại địa chỉ ví username đó nhé. Chúng ta chưa làm đấy, chúng ta vào phần setting này, bảng gạch setting. Đây địa chỉ ví địa chỉ username Telegram các bạn. Đây chúng ta gõ từ check ra cho mình. Rồi. Các bạn gửi lại địa chỉ username Telegram cho nó. Ok. Ở đây các bạn thể follow WinTalk nhé. Những ai chưa đăng ký thì chúng ta có thể đăng ký nhé. Cũng đơn giản thôi. Các bạn chờ một lát. Chúng ta bấm vào follow. Ở đây mình đã có follow, có đã đăng ký nghe rồi đấy các bạn. Nếu ai chưa đăng ký thì chúng ta bấm vào sign up rồi chúng ta đăng ký một tài khoản. Rồi ok, đơn giản vậy thôi. Từ từ mình xem nào. Ok. Các bạn có folder link nhỉ? Ok, ở đây mình sẽ dẫn các bạn copy folder link luôn. Please. Không phải đây. Copy link.
các bạn coi về. Ok, xem như nhiệm vụ này mình đã hoàn thành nhé. Các bạn rồi tiếp vào hai cái channel này. Ở đây mình đã có roi rồi. Rồi ok. Các bạn bấm đôn này. Như các bạn đã roi, chỉ cần đôn thôi các bạn. Follow my room. Đây, các bạn bấm follow cho mình. Cũng đơn giản thôi. Các bạn vào for, profile các bạn này. Đấy. Trời ơi. Lỗi. Các bạn thế là username sau cái dấu ba còng đấy. Các bạn thay bằng username các bạn vào. Ok, thì mình xem có đúng không. Rồi, đúng thì sao. Rồi, coi như mình đã hoàn thành giao 2 các bạn nhé. Mình sẽ xem thành 2 xem nào. À, các bạn phải bấm vào từng nhiệm vụ nhé. Sorry. Nhiệm vụ lẻ quá các bạn. Không biết con này vừa sau có giá không. Rồi trời ơi, quá nhiều nhiệm vụ. Các bạn làm thêm nhiệm vụ này cho mình nhé. Hôm nay mình khá là vội nên mình không gì tít nè. Gì tít vào comment các bạn. Có đúng với check không nhỉ. Đây. Các bạn like này. Các bạn gì tít này. Các bạn comment để dưới đây nhé. Ok. Sau đó chúng ta gửi follow link cho nó. Cái phần này thì các bạn là chi tiết hoàn tất tweet lại cho mình nha. Các bạn, sau đó các bạn nha. Tweet lại một bình luận cho mình. Mình đọc không kỹ. Good project. Rồi ok. Các bạn gửi follow link cho nó nha. Các bạn vào phần Twitter này, vào ảnh đại diện nhé. Đây, copy cái này cho mình. Đấy, phần account đấy, đây là username các bạn. Các bạn dán cho mình. Các bạn thể xóa có thể copy trên đây này. Có cái phần là Twitter.com này. Rồi sau đó chúng ta thay following chúng ta nhé. Xóa cái từ check của nó đi. Đấy. Như vậy đã hoàn thành các nhiệm vụ thứ hai. Các bạn cứ bấm hết tanh này. Đấy, ví dụ tanh 1 này, nó như thế nào này. Đấy, chúng ta hoàn thành, chúng ta lại bấm sang tanh 2 nhé, tanh 3, tanh 4 này. Mình ở đây mình có hơi lộn xộn một chút, mong các bạn thông cảm đấy. Các bạn bấm main menu cho mình. Ở đây các bạn đây, có thể này, check balance này, đã kiếm được 50 token TXTE này. Đây là phần dép các bạn này, các bạn copy lại để tuyển dép nhé. Đây là withdraw này. Hiện tại nó chuẩn bị cập nhật nhé, khoảng tầm ngày 20 các bạn nhớ nhắc mình để mình hướng dẫn các bạn cách rút nhé. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu có câu hỏi nào các bạn comment phần dưới video này cho mình nhé.